Chào mừng các bạn đến với bản tin chiều ngày 15 tháng 12 trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Những câu chuyện với các ông lớn tại châu Âu vẫn sẽ là tâm điểm của bản tin hôm nay. Bên cạnh đó, nhiều thông tin thú vị khác cũng sẽ xuất hiện ở những phút tới đây. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Cuối tuần này, Man United sẽ có chuyến làm khách của Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Làm khách tại Anfield chưa bao giờ là dễ dàng và Ten Hag đang đau đầu về vấn đề lực lượng khi nhiều trụ cột chấn thương. Không những vậy, ông thầy người Hà Lan còn vừa nhận tin không vui từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Theo đó, người cầm còi chính trong trận derby nước Anh là Michael Oliver, vị trọng tài tới từ Aston, được coi là điểm chẳng lành với đội chủ sân Old Trafford. Rất nhiều cổ động viên của Man United đã thể hiện sự không hài lòng với sự sắp xếp của Ngoại hạng Anh. Phản ứng của người hâm mộ Quỷ Đỏ tới từ việc trọng tài Michael Oliver thường xuyên có những quyết định gây bất lợi cho đội bóng của họ. Gần nhất có thể nhắc tới trận đấu với Tottenham hồi đầu mùa, vì vua áo đen này từ chối Manchester United hưởng phạt đền dù bóng chạm tay Romero rất rõ ràng trong vòng cấm. Việc Manchester United bị loại khỏi Champions League sau thất bại trước Bayern Munich càng thêm cay đắng bởi hai cái chấn thương liên tiếp của bộ đôi trụ cột nơi hàng thủ là Harry Maguire và Luke Shaw. Maguire, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 11, buộc phải rời sân 5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc vì chấn thương háng. Anh đã cố gắng để tiếp tục thi đấu sau khi được điều trị nhưng không thể. Trong khi đó, Luke Shaw đã không xuất hiện trở lại vào đầu hiệp 2. Hậu vệ trái người Anh được thay thế bởi Aaron Wan-Bissaka vào giờ nghỉ. Manchester United chưa xác nhận mức độ chấn thương và cả hai vẫn phải chờ đánh giá để biết có thể góp mặt trong chuyến làm khách tới Anfield gặp Liverpool hay không. Real Madrid đang có ý định mở cửa sân tập cho các khán giả trong dịp Giáng sinh sắp tới ở sân vận động Di Stefano. Mặc dù vậy, sau tất cả những tính toán, các cổ động viên sẽ không thể được chiêm ngưỡng tận mắt cầu thủ Real Madrid thi đấu vào đúng đợt Giáng sinh. Ngày khả thi nhất để người hâm mộ có thể vào sân là ngày 30 tháng 12. Thực tế, đây là hoạt động thường niên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để tri ân các cổ động viên. Những thành viên trong hội cổ động viên chính thức sẽ được ưu tiên sở hữu vé vào cửa miễn phí trước. Từ nay đến cuối năm, Real Madrid sẽ còn 3 trận đấu nữa gặp Villarreal Alaves trước khi trải qua kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và đụng độ với Real Mallorca vào ngày 4 tháng 1 năm sau. Trọng tài Halil Umut mới đây đã có trải nghiệm kinh hoàng khi bị tấn công trong trận Ankara Kuku và Rizespor 1-1 ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy bị hội đồng, song ông không bị hoảng loạn về tâm lý. Phát biểu trước báo giới, ông Umut khi được hỏi về tình trạng sức khỏe đã tiết lộ: "Hiện giờ sức khỏe của tôi không có vấn đề gì cả. Sau vụ tấn công ở trên sân, tôi đã nhận được cuộc gọi từ người của UEFA để hỏi thăm tình hình. Nói chung tôi cũng chẳng có tâm trạng để chia sẻ thêm thông tin. Tất cả những gì mà tôi mong muốn vào lúc này là về nhà và nghỉ ngơi." Trong khi đó, bác sĩ Ankara là người đã kiểm tra cho trọng tài Umut trong bệnh viện thì tuyên bố về cơ bản thì cơ thể của trọng tài Umut cũng không bị tổn hại gì nhiều, ngoại trừ một bên mắt bị sưng lên. Theo thời gian, chỗ xương bị giãn sẽ tự liền được thôi. Cầu thủ bóng đá lương hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn bảng một tuần sẽ tiêu tốn nhiều vào đồ hiệu, những phụ kiện của họ như túi sách hay chiếc điện thoại. Nhưng không phải ai cũng như vậy, bởi nếu bạn nhìn chiếc iPhone của Thomas Müller đang sử dụng, bạn sẽ thấy sốc vì độ tiết kiệm của anh chàng này. Trong một đoạn video được Goretzka quay lại và đăng tải trên mạng xã hội, tiền vệ người Đức có hỏi người đàn anh vì sao lại sử dụng một chiếc điện thoại vỡ nát hết đằng sau như vậy và liệu nó có thể hoạt động như bình thường được hay không. Thomas Müller thậm chí còn đùa cợt lại rằng khi mà pin điện thoại này nóng lên, tay tôi cũng sẽ được sưởi ấm khi dùng điện thoại. Được biết, Müller nhận mức lương khoảng 250.000 euro một tuần tại Bayern Munich. Nhưng nhìn chiếc điện thoại vỡ đến mức cần phải thay thế ngay lập tức mà tiền đạo này vẫn đang sử dụng mới biết Müller tiết kiệm đến nhường nào. Số tiền 2,3 tỷ bảng thu được từ việc bán Chelsea 18 tháng trước có thể không đến được tay các nạn nhân của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong năm nay, hoặc có lẽ là không bao giờ. Có vẻ như điểm mấu chốt là Roman Abramovich muốn một phần lớn số tiền bán Chelsea được chuyển đến Nga, hay nói đúng hơn là những người Nga bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Nhưng cả chính phủ Anh cũng như Ủy ban châu Âu sẽ không đồng ý với một động thái như vậy do các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đang được áp dụng. Một nguồn tin thân cận cho biết người ta hy vọng số tiền sẽ được chuyển vào mùa hè năm ngoái. Sau đó chúng tôi hy vọng sẽ có sự tiến triển vào tháng giêng. Bây giờ chúng tôi hy vọng tiền sẽ đến Ukraine trước khi sự khắc nghiệt của mùa đông ảnh hưởng tới họ vào cuối năm nay. Nhưng hiện tại chẳng có gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra. Hiện nay 2,3 tỷ bảng vẫn nằm yên trong tài khoản ngân hàng bị đóng băng ở Anh thuộc về First Tam, một công ty do Abramovich kiểm soát và Bộ Ngoại giao Anh. Và Bộ Ngoại giao Anh vẫn chưa được bật đèn xanh cho chuyển tiền. Các quy tắc xung quanh việc phát hành khoản tiền này chỉ cho phép nó được sử dụng cho mục đích nhân đạo đối với Ukraine. Ông Sam Allison chuẩn bị làm nên lịch sử khi trở thành trọng tài da màu đầu tiên ở Premier League sau 15 năm. Ông Allison sẽ điều hành trận đấu giữa Sheffield United và Luton Town vào ngày tặng quà 26 tháng 12 trên sân Bramall Lane. Trong 3 năm qua, ông Allison là trọng tài da màu duy nhất ở 4 giải đấu hàng đầu nước Anh và là trọng tài da màu đầu tiên làm việc tại Premier League kể từ Oria Rennes năm 2008.
Trước đó, bà Rebecca Wen cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành trọng tài nữ đầu tiên phụ trách một trận đấu tại giải bóng đá số 1 xứ sở sương mù. Bà Wen sẽ bắt chính trận đấu tại vòng 18 Premier League giữa Fulham và Burnley vào ngày 23 tháng 12 trên sân Craven Cottage. Việc sử dụng trọng tài da màu lần đầu tiên sau 15 năm và nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử là những bước đi mà giám đốc PGMOL Howard Webb đưa ra như cam kết hồi mùa hè. Theo đó, muốn đa dạng hóa công việc trọng tài ở các giải đấu hàng đầu nước Anh. Trong suốt 2 năm rưỡi vừa qua, Toni Kroos luôn nhận được lời động viên khích lệ trở lại đội tuyển Đức. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1990 đều một mực từ chối để tập trung cống hiến cho Real Madrid. Được biết, người kiên trì thuyết phục Kroos trở lại nhất chính là Rudiger, đồng đội của anh ở Real Madrid. Rudiger khát khao được thấy người đồng đội thân thiết trở lại với đội tuyển Đức giữa Euro 2024 trên sân nhà. Trung vệ 30 tuổi này từng tiết lộ rằng anh muốn dùng chiêu mưa dần thấm lâu để thuyết phục Kroos. Tôi đã phải suy nghĩ về điều này rất lâu, nó khiến tôi băn khoăn về bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra việc mình trở lại có thích hợp hay không. Tuy nhiên, Rudiger khiến tôi phải cân nhắc thực sự. Tuy vậy, tôi không thể cho cậu ấy câu trả lời ngay lúc này. Kroos cho biết về việc Rudiger thuyết phục anh và cũng không đóng cánh cửa trở lại đội tuyển Đức. Diemann Trapp đã không thể ngóc đầu lên được kể từ khi Kroos từ giã đội tuyển quốc gia. Họ thua 8 trận, hòa 8 trận trên 30 trận đã đấu. Riêng năm 2023, cỗ xe tăng đứt xích tới 6 lần. Hôm 12 tháng 12, Ankara Kuku tiếp đón Rizespor ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu bất phân thắng bại với tỷ số 1 đều. Điểm nhấn lớn nhất ở cuộc đối đầu này đến từ việc chủ tịch Ankara Kuku, ông Faruk Koca đấm thẳng mặt trọng tài Halil Umut Meler sau khi câu lạc bộ của ông bị gỡ hòa vào phút 90+7. Ông lao vào sân bất chấp sự ngăn cản của mọi người, dùng cả nắm tay đấm vào má trái khiến trọng tài đổ gục xuống sân. Vị trọng tài này sau đó phải nhập viện khẩn cấp. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ TFF cũng quyết định dừng các giải đấu quốc nội. FIFA, UEFA và loạt quan chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành động của ông Faruk Koca, đồng thời kêu gọi một đòn trừng phạt nặng. Sau tất cả án phạt được đưa ra, mới nhất TFF ra thông báo cấm ông Faruk Koca tham gia mọi hoạt động bóng đá trọn đời. Câu lạc bộ Ankara Goku cũng bị phạt 60.000 euro và phải chơi 5 trận kế tiếp tại giải vô địch quốc gia trên sân nhà không có khán giả. Đáng chú ý, giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở lại thi đấu bình thường vào cuối tuần này. Với những thành công đáng kể loạt trận các cúp châu Âu giữa tuần này, Pháp đã chính thức vượt qua Hà Lan trên bảng xếp hạng chỉ số các câu lạc bộ của UEFA để trở lại top 5 giải đấu hàng đầu, thậm chí còn củng cố vững chắc vị trí thứ 5. Cả 6 đội bóng hiện tại gồm Paris Saint-Germain, Lens, Marseille, Toulouse, Rennes và Lille đều tiếp tục cuộc hành trình tại các sân chơi châu Âu mùa này. Nếu duy trì được vị trí cho đến cuối mùa, Pháp sẽ có 4 suất tham dự Champions League và tổng cộng 7 đội tham dự các cúp châu Âu vào mùa 2025-2026. Và điều này hoàn toàn có thể khi Pháp còn 6 đại diện mà Hà Lan chỉ còn 36 đội. Cụ thể, Hà Lan chỉ có 3 trên 5 đội giành vé đi tiếp tại các sân chơi châu lục mùa này. PSV vào vòng 1/8 Champions League, Feyenoord xuống chơi ở Playoff Europa League. Còn Ajax cũng sẽ dự Playoff Europa Conference League. Như thế, số đại diện của bóng đá Hà Lan ở các cúp châu Âu chỉ còn bằng một nửa so với Pháp. Do vậy, cách biệt về điểm số sẽ còn gia tăng chóng mặt nếu các câu lạc bộ Pháp thi đấu thành công ở các vòng đấu sắp tới tại các sân chơi lục địa giả. Siêu sao người Argentina Lionel Messi đã gây chú ý khi quyết định bán đấu giá toàn bộ 6 chiếc áo đấu anh đã mặc ở World Cup 2022 tại Qatar, bao gồm cả chiếc áo anh sử dụng trong trận chung kết trước đội tuyển Pháp. Cuộc đấu giá trực tuyến số áo đấu của Messi diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12 vừa qua và chúng được trưng bày trong một cuộc triển lãm miễn phí tại phòng trưng bày của nhà đấu giá Sotheby's ở New York, Mỹ. Toàn bộ số tiền thu từ màn bán đấu giá được ngôi sao vừa đoạt quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp chuyển đến dự án Unicas để giúp đỡ những trẻ em trên thế giới đang phải điều trị những căn bệnh hiếm gặp. Ba cuộc đấu giá đã nâng giá bán cuối cùng với áo đấu World Cup 2022 của Messi lên 7,8 triệu đô. Những chiếc áo đấu Messi mặc tại World Cup 2022 đã được công ty công nghệ AC Momento bán đấu giá cho một nhà đấu thầu giấu tên. Mức giá 7,8 triệu đô là mức giá cao nhất cho các món đồ thể thao tại cuộc đấu giá năm nay và lập kỷ lục mới cho chính Messi. Cần biết, kỷ lục trước đó của Messi trong việc bán đấu giá đồ thể thao là chiếc áo đấu anh mặc cho Barcelona trong trận El Clasico năm 2017 được bán vào tháng 5 năm 2022 với mức giá là 450.000 đô. Qua đây, ngôi sao từng 8 lần đoạt danh hiệu của bóng vàng đã tự phá sâu kỷ lục của chính mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi chiều hôm nay. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một buổi tối an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin ngày mai.